Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Những trường hợp được tiêm vaccine COVID-19 trong đợt đầu tiên tại Hà Nội. Chùa Hương mở cửa đón du khách từ ngày 13 tháng 3. Công an tỉnh Sơn La thức đêm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Tiếp tục xét hỏi vụ án tại dự án Ethanol Phú Thọ. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch tiêm chủng vaccine đợt 1 năm 2021, Hà Nội sẽ tổ chức các điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, xã phường, thị trấn và các điểm tiêm chủng lưu động. Theo đó, 9 điểm tiêm chủng được đặt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Sanh Pôn, Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Sơn Tây, Bệnh viện Phổi Hà Nội. Những đơn vị này sẽ thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên là cán bộ y tế của cơ sở và đối tượng khác theo kế hoạch của địa phương. Bệnh viện Thanh Nhàn là đơn vị thí điểm triển khai tiêm chủng vaccine vào ngày 9 tháng 3. Các trung tâm cơ sở y tế còn lại thực hiện tiêm chủng vào ngày 12 đến ngày 15 tháng 3. Các điểm tiêm chủng khác được triển khai tại trung tâm y tế các quận, huyện, thời gian thực hiện từ ngày 15 tới ngày 18 tháng 3. Theo phân bổ của Bộ Y tế, Hà Nội tiếp nhận tổng cộng 8.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Cụ thể, số lượng vaccine này sẽ được triển khai tiêm cho hai nhóm. Nhóm 1 là người làm việc trong các cơ sở y tế, bao gồm cán bộ y tế làm việc tại các cơ sở trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Số lượng dự kiến là 810 người. Cán bộ tại các đơn vị y tế dự phòng, số lượng dự kiến 2.937 người. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, ngành y tế là 30 người. Cán bộ làm việc tại đơn vị cấp cứu, vận chuyển người nghi nhiễm COVID-19 với số lượng 150 người. Nhóm 2 là những người tham gia phòng chống dịch, bao gồm thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp có ca bệnh COVID-19. Số lượng dự kiến là 2.700 người. Người làm việc tại các khu cách ly tập trung của thành phố, dự kiến số lượng 608 người. Thành phố triển khai tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 9 tháng 3 đến 18 tháng 3. Chỉ trong vòng 48 giờ sau khi nhóm nghiên cứu phát động, đã có hàng nghìn người tình nguyện đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine. Tính đến nay, số lượng người dưới 40 tuổi tình nguyện thử nghiệm vaccine COVID-19 đã tuyển đủ và nhóm nghiên cứu đang tiếp tục tuyển nhóm tình nguyện viên từ 40 đến 59 tuổi. Tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine được mua bảo hiểm tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu, được khám, theo dõi và chăm sóc bởi đội ngũ y bác sĩ hàng đầu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, được hỗ trợ tiền đi lại khoảng 3 triệu 300 nghìn đồng khi tham gia nghiên cứu. Thông tin của tình nguyện viên được tuyệt đối bảo mật. Sau thời gian thực hiện phong tỏa cách ly để phòng chống dịch lây lan, đúng 0 giờ ngày 9 tháng 3, Hải Phòng đã gỡ bỏ phong tỏa đối với hai địa điểm cuối cùng là xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên và lô 112, công nhân Tư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Tư Hàng, quận Lê Chân. Đây là hai khu dân cư phát sinh ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là nữ bệnh nhân số 2385 và nam bệnh nhân số 2391 đều là nhân viên của Bệnh viện Giao thông Vận tải. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 8 tháng 3, hai bệnh nhân này đã có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hiện đang được điều trị tích cực. 2.557 mẫu F1 tại các khu dân cư phải thực hiện phong tỏa đều đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính. Vì thế, thành phố đã quyết định dỡ bỏ nốt hai địa điểm cuối cùng. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 3, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng cũng đã được gỡ bỏ phong tỏa. Theo lịch thông báo, đa số các trường đại học sẽ cho sinh viên học trở lại vào ngày 15 tháng 3. Tuy nhiên, để thực hiện giãn cách, tránh tập trung cùng một thời điểm, nên nhiều trường đã thực hiện chia lịch cho sinh viên trở lại bắt đầu từ 9 tháng 3. Do số lượng sinh viên đến từ hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước, nên biện pháp chống dịch để đảm bảo an toàn khi các em trở lại cũng được siết chặt. Với tổng số 14.000 sinh viên trong toàn trường, để tránh tập trung cùng một thời điểm với số lượng quá đông, đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã chia lịch cho sinh viên học trở lại. Theo đó, tuần đầu tiên chỉ tập trung sinh viên khóa 61 với khoảng 4.000 em và các khóa còn lại sẽ trở lại trường vào các tuần tiếp sau. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì một số các cái học phần mà bắt buộc phải học offline thì chúng tôi cũng đã tổ chức để cho các em đến trường. Thì cái số lượng này nó chỉ chiếm vào khoảng độ 1/4
số lượng sinh viên của toàn trường để đảm bảo được cái an toàn chung. Bên cạnh chia lịch, các biện pháp phòng chống dịch cũng được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Không chỉ đo nhiệt độ sát khuẩn từ cổng trường, mà 100% sinh viên phải đeo khẩu trang và xuất trình thẻ sinh viên để kiểm soát. Do sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành nên công tác khai báo y tế được các trường đặc biệt chú trọng. Đồng thời với những sinh viên đến từ vùng dịch, bắt buộc phải có phiếu xét nghiệm theo quy định của Sở Y tế Hà Nội. Khi mà các em triển khai xét nghiệm như vậy thì nhà trường sẽ chi trả cái chi phí xét nghiệm đấy cho các em sinh viên. Và dự kiến rằng là cái số lượng mà các em sinh viên đến từ vùng dịch cũng khoảng độ vài trăm. Và đối với các em mà đã có xét nghiệm âm tính hoặc là đã đến từ vùng dịch thì nhà trường cũng dành các khu cách ly để cho các em tiếp tục cái cách ly như vậy. Đảm bảo đúng cái quy định chung và đảm bảo cái an toàn trong cái môi trường học tập của nhà trường. Sinh viên trở lại thì ký túc xá của các trường cũng được kích hoạt. Vì thế đảm bảo an toàn cho các em trong điều kiện ăn ở tập trung cũng là điều khiến các trường rất cẩn trọng. Với những sinh viên đến từ Hải Dương sẽ có sự kiểm tra giám sát thường xuyên, chặt chẽ hơn. Điều này thì nhà trường cũng làm rất là chặt chẽ để đảm bảo là những sinh viên mà ở Hải Dương lên thì cũng phải chú ý hơn. Mặc dù có thể các em không sao cả nhưng vẫn cứ phải thường xuyên đo thân nhiệt và tăng cường cái công tác kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Với các biện pháp đồng bộ quyết liệt, ngay từ ngày đầu sinh viên trở lại sẽ là yếu tố quan trọng để giúp ổn định tâm lý cho cả sinh viên và giảng viên trong quá trình học tập, nhất là khi các em đồng loạt trở lại trường lớp vào thời gian tới. Do dịch bệnh xảy ra vào đúng mùa lễ hội, các di tích quốc gia, các điểm du lịch tâm linh ở Hải Dương đều phải đóng cửa, do đó không có nguồn thu để trả lương cho công nhân viên và cán bộ ban quản lý. Theo quy định cách ly phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh Hải Dương, các di tích lịch sử, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh đều phải đóng cửa, không được đón khách. Không có nguồn thu, nhiều di tích đã phải cho lao động nghỉ việc ở nhà để phòng dịch. Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc có trên 70 lao động. Quỹ lương hàng tháng từ 300 đến 400 triệu đồng đều lấy từ nguồn thu là tiền vé và tiền công đức. Không có thu nhập, hơn 2/3 cán bộ, nhân viên đã phải nghỉ việc. Hàng năm thì chúng tôi đón khoảng tầm hàng trăm nghìn lượt khách trong cái dịp đấy. Năm nay thì do cái thực hiện chỉ thị 15-16 của chính phủ thì không đón khách, đóng cửa di tích. Đây là cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tổ chức quản lý cũng như là chi trả cho người lao động của cơ quan chúng tôi. Thì, theo như chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi cho 2/3 số cán bộ và nhân viên trong cơ quan nghỉ và có hỗ trợ lương cho anh em. Và cái nguồn thu chính của ban quản lý tỉnh Côn Sơn Bạc là từ cái nguồn phí tham quan và cái một phần từ cái nguồn trích từ cái nguồn tiền công đức. Nó liên quan đến cái đảm bảo cái đời sống cũng như là cái tiền lương cho cán bộ công nhân viên chức là đơn vị sự nghiệp thì có thu, nhưng mà vì không có thu cho nên là cái nguồn chi trả, cái nguồn động viên, thế rồi thì lương phụ cấp cho anh em là gặp rất nhiều khó khăn. Đây là tình trạng chung của rất nhiều di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nhiều ban quản lý còn phải luân phiên cán bộ để đảm bảo hoạt động thường xuyên tại khu di tích như công tác quét dọn, vệ sinh môi trường, đèn nhang, hương hoa mỗi ngày. Do không có nguồn thu nên phần lớn các di tích ở Hải Dương đều gặp khó khăn trong việc chi trả lương cho cán bộ nhân viên. Để đảm bảo hoạt động của các khu di tích trong tình hình dịch bệnh, các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương cần có cơ chế để hỗ trợ người lao động tại các di tích, góp phần giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa của quốc gia. Sau thời gian cao điểm chống dịch COVID-19, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của huyện Mỹ Đức về việc đón du khách tham quan chùa Hương vào ngày 13 tháng 3 với yêu cầu phải đảm bảo phòng chống dịch. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Mỹ Đức đã bố trí các phòng cách ly, khai báo y tế cho du khách vào tham quan chùa Hương, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan giảm số lượng đò ra vào chùa Hương. Do số lượng người đến chùa Hương hàng năm rất đông, nên việc mở cửa sớm trở lại cũng là cách để kéo giãn du khách, tránh tập trung quá đông người vào một thời điểm. Phố đi bộ Hồ Gươm cũng sẽ được mở cửa trở lại vào cuối tuần này, 12 tháng 3. Ngay sau khi tỉnh Bắc Ninh có quyết định cho phép các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các di tích văn hóa lịch sử được hoạt động trở lại, người dân và du khách đã tìm đến những địa điểm này để tham quan chiêm bái. Chính quyền các địa phương cũng đã triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn phòng dịch. Tại đền Bà Chúa Kho ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, ngay từ sáng sớm,
đã có du khách đến hành hương, lễ bái, dù ít hơn rất nhiều so với mọi năm. Trước khi vào đền, người dân và du khách bắt buộc phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Nay vừa mới có thông tin được mở lại thì lượng khách cũng có, nhưng mà số lượng là cũng chưa nhiều, bởi vì là cái thông tin là cũng đến với lượng khách để biết được việc này là chưa có nhiều. Nên ra là bản đền cũng đón một lượng khách vừa phải. Ngay ngày đầu khi các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các cơ sở thờ tự, các di tích văn hóa, lịch sử được hoạt động trở lại, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường công tác thanh kiểm tra tại các địa điểm này để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai đầy đủ. Và một cái nội dung mà chúng tôi quan tâm đó là việc giữ khoảng cách. Chính vì vậy nên là chúng tôi đã, ban chỉ đạo phòng chống dịch đã yêu cầu các cơ sở thờ tự và những nơi đón du khách là cần phải kê bàn sắp lễ và các địa điểm lễ là phải hợp lý để đảm bảo giữ các khoảng cách. Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng Giêng âm lịch, người dân và du khách đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các cơ sở thờ tự, các di tích lịch sử, văn hóa để tham quan, chiêm bái sẽ tăng đột biến. Do vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo mùa lễ hội được an toàn và ý nghĩa. Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, không khí mát mẻ quanh năm với núi non hiểm trở, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ. Đồng bào các dân tộc nơi đây có nền văn hóa đa dạng đặc sắc, cuốn hút du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Huyện Vân Hồ đang từng bước biến tiềm năng du lịch thành thế mạnh phát triển. Là huyện cửa ngõ của tỉnh Sơn La, Vân Hồ nằm trong khu du lịch quốc gia Mộc Châu với nhiều tài nguyên du lịch hấp dẫn, để lại những ấn tượng sâu đậm cho du khách khi đến thăm. Huyện Vân Hồ có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm Mông, Thái, Mường, Kinh, Giao, và mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa đặc trưng hấp dẫn riêng, tạo nên bức tranh đa màu sắc về trang phục, kiến trúc nhà ở, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng và ẩm thực. Đây cũng chính là những tài nguyên để phát triển du lịch cộng đồng, đem lại nguồn thu và sinh kế mới cho nhiều hộ đồng bào nơi đây. Gia đình của chú thì hoạt động dựa vào chính hai vợ chồng cũng như là các cháu ở trong gia đình, từ những điệu múa, điệu nhảy và những điệu khèn lá dựa trên những bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc H'mông, không có sự lai can nào một tí nào. Huyện Vân Hồ hiện đang mời gọi thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng theo quy chuẩn, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, vừa mang lại thu nhập cho người dân địa phương, vừa góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của huyện, chúng tôi đang đi theo hai cái hướng. Cái thứ nhất là thu hút những nhà đầu tư để đảm bảo được những tiêu chuẩn, theo tiêu chuẩn. Cái thứ hai nữa là tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa của các dân tộc. Chúng tôi cũng phát huy được cái nội lực của nhân dân và xây dựng những cái khu du lịch của các cái hộ gia đình như các cái mô hình homestay, đây là nằm trong quy hoạch thế và trong cái khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Thì hy vọng trong thời gian tới thì chúng tôi rất là mong sao nhận được cái sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền địa phương, rồi của sự quan tâm của các nhà đầu tư đến đầu tư cho Vân Hồ để làm sao cái ngành kinh tế du lịch của Vân Hồ ngày càng phát triển. Đến với huyện Vân Hồ, du khách không chỉ được tận hưởng khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, chìm đắm trong khung cảnh núi non hùng vĩ, hoang sơ, mà còn được khám phá những nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại không ít các thành phố lớn, tình trạng ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt là các nút giao cửa ngõ trong các khung giờ cao điểm, luôn là vấn đề gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Mặc dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng quá trình giảm thiểu ùn tắc tại các khu vực này vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Những hình ảnh quen thuộc tại một số khu vực cửa ngõ thủ đô mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết. Xe cộ chen chúc, y ạch. Đây là tình trạng phổ biến tại nhiều nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể nhất là nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ hay cầu vượt Thanh Trì. Hôm nay em thấy trên này rất là đông luôn, đông từ cầu Thanh Trì về đây là gần như là tắc cứng rồi. Để chủ động giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại các nút giao thông trọng điểm, ngành giao thông địa phương
và đặc biệt là các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp. Từ 12 giờ là chúng tôi đã bố trí lực lượng ở tất cả các cái điểm giao cắt và bố trí các cái tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra là chúng tôi cũng phối hợp với cả đội 3 của cục C08 trên tuyến đường cao tốc để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Hiệu quả của những giải pháp này từng bước được ghi nhận nhưng chỉ phát huy ở những thời điểm nhất định. Bởi theo nhiều chuyên gia giao thông, đối với các dịp cao điểm, lưu lượng phương tiện sẽ tăng lên từ 200 đến 300%. Vấn đề cốt lõi đối với việc giảm thiểu ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm ở nhiều tỉnh thành lớn hiện nay là chúng ta chưa có được những giải pháp mang tính đồng bộ. Cùng với đó là tính chắp vá cố hữu trong công tác quy hoạch hạ tầng giao thông. Chúng ta hiện đại hóa, chúng ta làm đường cao tốc nhiều, chúng ta làm nhiều cầu, rồi là phát triển các cái tuyến này tuyến nọ ở các sân bay hoặc là bến cảng. Thế nhưng mà chúng ta không làm vào những cái trọng tâm là những cái điểm đen giao thông nơi ùn tắc chấp vá nhiều. Thứ hai là quy hoạch nhưng mà không được nghiên cứu kỹ, giám sát kỹ, làm vội vàng. Cũng theo quan điểm của nhiều chuyên gia, quá trình tổ chức giao thông tại các nút trọng điểm hiện cũng cần phải được cải thiện. Quan trọng hơn là bên cạnh những giải pháp ngắn hạn, các ngành chức năng nên sớm đẩy nhanh quá trình xây dựng, đồng bộ hóa quy hoạch hạ tầng giao thông tại các khu vực trọng điểm nhằm hạn chế tối đa ùn tắc. Những ngày này, Công an tỉnh Sơn La đang căng mình làm việc để cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Công việc này được thực hiện 3 ca mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm, kể cả ngày nghỉ. 22 giờ đêm tại nhà văn hóa tổ 5 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Bên trong, các cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La vẫn đang miệt mài hướng dẫn người dân kê khai thông tin cần thiết trong việc thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Việc làm này được triển khai nhiều ngày nay tại các tổ, bản trên địa bàn thành phố. Được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị thì đã chia chúng tôi thành 3 ca để phục vụ công tác cấp căn cước công dân. Ca 1 từ 7 giờ đến 12 giờ trưa, ca 2 từ 12 giờ đến 18 giờ, ca 3 từ 18 giờ đến 22 giờ để phục vụ công tác cấp, và đặc biệt là cho các đối tượng là cán bộ và học sinh cấp ngoài giờ không ảnh hưởng đến công tác và học tập. Phần lớn công dân đến làm căn cước công dân vào khung giờ này là các em học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức nhà nước, người cao tuổi, những người mà ngày thường có quá ít thời gian để tới trụ sở công an để thực hiện các thủ tục hành chính. Thế chúng tôi thì là cán bộ, công viên chức nhà nước, thời gian thì nói chung là còn có cái nhiều cái hạn hẹp. Nếu mà để mà đi đến sở công an là làm các cái giấy tờ như ví dụ như căn cước công dân thì nó sẽ rất là bất tiện. Em là mới vào cấp 3 nên là thời gian học đầu năm nó rất là kín lịch ạ. Nên là việc mà đi làm thẻ căn cước của bọn em gần như là hầu như là không có ai có thời gian cả. Nên là bây giờ đã được làm ngay tại tổ mình, nhất là vào buổi tối, nên là bọn em thấy rất là thuận tiện ạ. Hiện nay Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành thu nhận trên 11.400 hồ sơ và cấp phát trên 3.000 thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tập trung cao độ cho việc thực hiện cấp thẻ căn cước công dân theo đúng lộ trình của Bộ Công an đề ra, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý về trật tự an toàn và hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng ngày 9 tháng 3, phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol Phú Thọ tiếp tục với phần xét hỏi. Trình bày tại tòa, đại diện Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí PVB thừa nhận việc dừng thi công dự án này đã gây thiệt hại đúng như cáo trạng đã nêu. Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, đại diện Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí PVB cho biết dự án ethanol Phú Thọ phải tạm dừng thi công từ tháng 3 năm 2013 vì nhà thầu không đủ năng lực tài chính, đã gây thiệt hại đúng như cáo trạng đã nêu. Một phần đầu tư của dự án chưa phát huy được hiệu quả. Liên quan đến 3.400 m2 đất tại Tam Đảo được Đỗ Văn Hồng, tổng giám đốc PVC Kinh Bắc bán lại cho công ty Mai Phương do Trịnh Xuân Thanh thành lập với giá 23,8 tỷ đồng. Nhưng công ty Mai Phương chỉ thanh toán 20,8 tỷ đồng, hưởng lợi 3 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho rằng bị cáo không biết gì về khoản nợ 3 tỷ đồng này. Tuy nhiên bị cáo Hồng khai công ty Mai Phương vẫn còn nợ 3 tỷ đồng tiền mua đất. Bị cáo Hồng đã nhiều lần đòi nhưng vẫn không đòi được nợ. Bị cáo Hồng và bị cáo Thanh đều khai không tham gia bàn bạc việc tạm ứng tiền để mua đất. Theo cáo trạng, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng về việc đầu tư mua 3.400 m2 đất tại Tam Đảo bằng tiền tạm ứng
cho thực hiện dự án của PVC. Thanh chỉ đạo cán bộ dưới quyền tại PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng trái quy định 25 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.